Chương 4. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo trơn ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giêsu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu nghe rằng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê, Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Ca-bê-na-um gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nep-ta-li, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng, đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Từ lúc đó Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng, các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, với em là Răng, đương cùng cha mình là Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Si-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại suội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Và lại từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.